Yo, hello, what's up cho anh em nha, cho quay trở lại với channel mình đây, Tiểu Tử Bá Đạo người nha. Xin chào anh em, một game Go Mua điện thoại nha, mình đây Tiểu Tử Bá Đạo. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video đầu video, anh em xin like và một đăng ký ủng hộ channel phát triển nha, cảm ơn người rất nhiều. Ok, tiếp tục hành trình cập nhật tình quả các sự kiện vui chơi anh em. Ok, hôm nay thì đầu tiên thì tôi sẽ quậy anh em. Video hôm nay sẽ có thể hơi dài. Và nó về phần quả cáp thì anh em theo dõi video đến cuối để sẽ nhận thêm quả cáp nha. Ok, được, đây đủ rồi, sắp đủ rồi anh em. Hôm nay thì chắc chuẩn bị triệu hồi được SN rồi các bạn. Chuẩn bị triệu hồi chú SN về rồi. Úi giời. Up level 50 lại còn thêm quả bo lớt thế này nữa. Thôi anh em, rơi chư nó cả chú SN về đội. Thêm hai nhân vật nữa. N này. Ok các bạn. Rơi chư. Chị Hồng rơi chư này do tôi vừa mới nhận bên mua ở bên shop anh em. Mua bên shop nha. Nghe tiện nghe ngang qua thì up cho anh Ichiji lên 5 sao, 4 sao luôn các bạn. Đấy, cũng đang gom mạnh để chuẩn bị sắp tới là up cho anh lên tiếp các bạn. Đấy, hình như thế. Ok, trước mắt đầu tiên thì hôm nay sẽ đi nâng cấp rồi anh em. Quên up level 50 đó. Chuẩn bị cho cuộc chiến tối nay. Tối nay chiến hàm nghe bảo căng lắm. Nghe thấy mấy anh em trong vui trong chiến hàm tôi báo tối nay một chiến là căng lắm đây. Nghe bảo gặp hàm ai đấy. Tôi cũng chưa biết các bạn, tôi cũng chưa định hình lắm, nhưng mà tôi thấy nhiều anh em bảo căng lắm, mình cũng không biết như thế nào. Tối nay chiến thì mới biết được các bạn. Ok, x10 nào. Rồi ok, lần cho chị đẹp này BO ăn cốc lên cam anh em. Rồi xong một hướng nhá, có thể lên cam tiếp theo vào đây nhận quà anh em. 1 2 3 chưa đủ quà thành viên mới anh em. Kim cương tôi mấy ngày nay cứ không vượt được mức 18k, những cái vừa lên lại xuống anh em. Có thêm em với cả dây chưa, từ từ anh em lên 50 đi rồi lâng một thẻ cháu nó luôn. Ok, hiện tại thiếu bao nhiêu nữa? Ui, thiếu có một xé mà. Bây giờ chưa biết lâng cháu nào thêm anh em. Chắc lâng Perodi đi anh em. Perodi. Ok, để thế là chuẩn bị còn vượt map nữa các bạn. Ok, up level 50. Rồi, tuyệt vời anh em. Không còn gì tuyệt vời hơn các bạn. Tiện quét luôn đi. Chuẩn bị cho đi vượt map anh em. Ra ngoài đằng nào cũng nhận được bánh mì mà. Thế lực tôi mua hết rồi nhá. Thế lực này thì mua hết rồi. Mua sạch bách luôn anh em. 65, ô 90 búa mới đủ các bạn. Ra thiếu búa rồi. Thêm mất một cái anh em. Rồi, vào việc các bạn. 50. Ok, 50 các bạn. Đồ đạc 50 luôn. 50 hết nào. Hết chưa? Hết rồi anh em. Đây lý sáng nay chưa mua này. Đây, chỉ xuống 15k giờ chứ ngồi đấy mà là 18m anh em. Đã vừa nói xong xuống 15m rồi. Để gọi ai được về đây. Cứ gọi chỗ được ai đấy. À bon lay anh em. Bon lay cũng được. Tầm này thêm tướng là vui rồi anh em. En này tăng cấp. Rê chư này. Chị Hồng rê chư là phải tăng anh em. Đúng hay sai là phải tăng. Ok, thêm 31k lực chiến nữa. Hộ trang bị ngày 1. Nhận nào. Ok, nhận quà anh em. Đấy. Rồi, nhận quà các bạn. Lại như cấp 55 đúng không? Cấp 55 anh em, năm tướng cấp 55. Thành tựu. Rồi ok, gọi cứ bình tĩnh, sáng nay có nhiều cái là nắng lắm nên cứ bình tĩnh, gọi bình tĩnh thong thả. Sao ra đây? Sanji à. Ok, gọi sao cho Sanji. Rồi tiếp theo là bung đội 2 anh em. Đây, cái đội 2 của tôi phải bung lên anh em. Làm gì thì làm, phải bung nó lên. Dù muốn hay không các bạn. Nhà thêm một mảnh Jin B nữa ta. Ok. Cũng hơi hao nhìn đồng đồ, nghe thấy cũng hơi hao đây anh em. Vô. Rồi nhìn chị đẹp Rê Chư đâu nhỉ? Nâng chị đẹp Rê Chư cái đâu rồi? Anh em Rê Chư đây. Hàng S thật anh em, nhưng mà hiện tại Rê Chư còn đi vào nhiều việc lắm, thế nên là cứ phải lâng chị lên đó các bạn. Tốn thì tốn cũng phải lâng các bạn. En cũng phải lên. Đó, này hỗ trợ thêm hai cháu này lên luôn anh em. Cho em lên nữa các bạn.
Ok, mạnh không thì không biết anh em, nhưng mà chắc chắn là phải lên. Rồi, đến đây đã. Chỉ rơi chư thì tạm thời thế thôi. Chủ trẻ em nào. Vớt giới nào, chủ trẻ em tí rồi nói thiếu ấy nha. Thiếu đồ lân không đủ lên tím nha. Lên tím anh em, tối nay còn đi hàm 3, đi đấu đội 3 tôi đang để phục hồi lại cái đội 3 tôi anh em. Cái đội 3 tôi hiện tại nó yếu thì nó không phải yếu hẳn, nhưng mà đúng thật là nó vẫn là yếu các bạn, đúng hay sai thì nó vẫn đang là yếu quá, nên cần lên là cái đội 3 nữa anh em. Mà chúa trẻ em thì chắc là lên tím luôn các bạn, giờ mới về thì cho lên tím luôn. Để đánh mì rồi. Giờ tôi cày đi đã anh em nhá, còn sao tôi quay các bạn coi. Ok các bạn, tiếp theo chúng ta đi xả đá nhá. Ok, còn 75 dương đá nên là có lên được nhiều không biết anh em, lần mới biết được. Nên là ok lên nào, hai viên đá vàng thôi à. Dạ còn không đủ belly mới đặt đau các bạn, đau lòng chưa chưa ạ, đi ghép đá mà lại không đủ belly thôi chứ. Ok còn gì đau lòng hơn. Rồi ok các bạn vô nào. Đá nhìn tôi bữa tôi nhớ tôi hạn từ tít tận bên nào nhỉ? Đây anh em. Rồi. Bắt đầu gỡ từ bên này gỡ qua anh em. Rồi ok các bạn. Đây, Pedro đi đi. Ok, gỡ hết ra thì con à. Con nào này gỡ hết đá ra làm lại đá luôn anh em. Rồi. Hai bên này đá hai này. Em này. Lên thêm này, lên đá ba thêm anh em. Rồi xem những viên đá khác coi anh em, này là một viên đá vàng nữa, lên đá đỏ lên được viên này. Ây da, lại câu chuyện belly anh em, từ từ nhớ như đấy là chưa vào đây đúng không? Ừ, chưa vào đây anh em. Ô vào đây cũng không ăn thua à. À, ừ hôm nay không quét đấy anh em, cay nhỉ. Nào thì mua thêm các bạn. Rồi ok, chỉ đang ghép dẫn như này mà bỏ chừng thì hơi hơi anh em. Hai viên là bốn, một viên nữa, đá vàng lên thêm viên này, nên được 3 viên thôi. Từ từ những cái nào mà cảm thấy lên nó không ok thì từ từ các bạn, cái nào lên nó phải ok thì mới chơi được các bạn. Hai viên đá tím này, đá vàng giờ ghép lên được đúng một viên anh em, thôi bỏ đi. Ok Sengoku trước, Pedro đi, ăn cốc từ từ nhưng mà ăn cốc Dofi anh em, Dofi đứng trước này. Rồi ăn cốc. Rồi đến ông này. Quẩy thêm một viên này à. Căng nhờ. Mấy đã có mạnh hơn không thì không biết anh em, nhưng mà thấy hơi chịu đá đấy. Tu, thế mà lại vẫn lên được chiến à. Ok, xem được chiến tem đơn thôi nào. Vẫn vậy anh em, không thay đổi nhiều, nhưng mà chắc chỉ số tướng sẽ thay đổi thêm. Top 33. Thôi giờ đợi quà đó nhé, có gì quà code được cập nhật anh em thêm. Ờ tôi cày đây. Ok các bạn, tình hình giờ là 11 giờ rồi anh em. Nhà phát hành mới cập nhật thêm con đem mới các bạn, quà tặng đầu tuần nhiều năng lượng, gom gom u quá hay, 1 200 belly, 200 kim cương, 1 dương đá cấp 1, 5 cái điểm thể lực 30, nói chung thì cũng được anh em. Ok chính thủ nhà thôi anh em, gom u quá hay 1 à. Ok các bạn lại có code mới anh em. Rồi gom u quá hay 1 vô cũng được anh em. Ồ được đấy, tôi đang thiếu ít đồ đạc anh em, đang thiếu ít belly các bạn, hào quá. Mong rằng ra được mình đạp tím à, không có anh em, nâng belly nó hào quá các bạn. Rồi ok các bạn, giờ tiếp tục cộng cho anh Ichiji. Đâu Ichiji đâu, đây các bạn, đang up team cho anh Ichiji lên thêm. Đây, tình hình tem đội đây anh em. Hiện tại thì được chiến lên được
189k. Top 25. Ở đây mới có mấy bạn mới toàn xanh ạ. Trên này toàn xanh mới không xanh thì lau anh em. Càng đét luôn nhưng mà không các bạn. Không xanh thì lau các bạn chứ không có ai khác nữa. Đó, không chơi xanh thì các bạn này chơi lau. Đây lau anh em. Lau đây anh em. Trời ơi. Nhu. Nhu, mấy ông này kiếm bảo vật đâu ra lắm thế nhờ. Và con này chắc nó không chế cho no người luôn anh em. 160k đó. Thử sức miếng anh em. Chắc chắn là không vẫn chưa chắc ăn được các bạn, nhưng thử sức miếng các bạn. Ok kìa. Đứng lên top anh em, lên top con anh. Thêm 182 kim cương nữa các bạn. Top 17 cũng được. Sự kiện bây giờ còn có gì hot nữa không? Chắc là cũng không các bạn. Đấu trường, nhận nốt đấu trường các bạn. Ok thì chắc là cũng xong rồi. Được top, hiện tại đứng top bao nhiêu? Top 37 các bạn. Top 37 à? Thôi thì cũng đảm bảo về nhận quà rồi anh em. Ây da. Căng thế nhờ. Hiện tại tôi cũng chưa pull map đây anh em. Đây, pull chưa? À đây bên này pull rồi anh em. Tình anh thì chưa các bạn đây. Tình anh thì cũng đang giang dở, dở dang. Đang tính toán các bạn. Lần nữa qua cáp về tính toán thêm. Chưa biết thế nào. Rồi, để map này đánh bắt đầu nghe căng thế nhờ. Đang bảo có khi nãy thêm anh mang cái lăng về nữa anh em. Mang cái lăng về đây còn lên tem chơi các bạn. Đấy, thêm mang cái lăng về nữa chơi cho nó ok các bạn. Người đứng đầu đi đánh giết nó ok các bạn. Cái này nhìn thì thế thôi chứ đâu đánh nó vẫn còn thổ lắm. Cơ bản tôi đang tính rút x10 anh em thêm tài nguyên. Tính là như vậy. Ok nói chung thì hành trình hôm nay cày quất này thôi. Đó, update never anh em tối chuẩn bị chiến vui rồi. À, chiến hàm các bạn, hiện tại hàm đang tuyển thêm slot nhá. Anh em nào có ở S1 thì cần vào thì cứ IB. Ok giờ thì bye bye mọi người.